Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim đã đáp nhận được 2000 đồng token Plamer Network. Một số thông tin về đồng token này, số tổng công phát hành là 500 triệu nhé. Đã có 1.067.64 tài khoản holder và phát sinh 3.153 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút đất của các bạn nhé. Sau đó các bạn tìm kéo xuống bên dưới đây để thêm token. Các bạn dán địa chỉ hợp đồng vào đây, mã quan trắc vào đây và các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net, tìm tới bước 2, link rút gọn đây nhé, để nhận token. Rồi, thì chương trình AirDrop nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 2021 nha. Các bạn sẽ chủ một claim và các bạn nhấp vào cơ sở bên dưới đây, có bạn có điều kiện thì có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.01 BLB mua cái đồng token này để hold và tích trữ nhé. Sau khi niêm yết thì một đồng token Plamer sẽ bằng 0.25 đô đến 0.81 đô nha. Các bạn nhấp vào đây, yêu cầu máy bay. Đây là kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví. Phí gas là 0.000548 BLV. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Để các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng thấp cần mới nhất trên nền tảng Binance Smart Chain nha. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái dự án miễn phí phần thưởng thấp cần nào các bạn nhé. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây để đăng ký luôn và xác minh tài khoản để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra trên đây có nhiều sàn giao dịch khác nổi tiếng khác, các bạn có thể vào đây đăng ký nhé. Rồi, quay lại giao diện của website chính của claim.net. Cái cột bên cánh tay phải là những dự án AirDrop đặc biệt sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây và nhấp vào cái nút nhận token đây để mà nó sẽ mở ra cái website mới, website chính của nó, để các bạn thấy nha, các bạn claim nha. Nếu các bạn chưa claim thì hãy claim, còn tương ứng với những cái dự án của nó thì là các bạn nhấp vào đây để copy contract và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút wallet của các bạn thì các bạn claim nha. Một khi khác mình đã claim được và đã nhận được 2000 đồng token rồi, Plamer rồi, thì các bạn có thể trong được không có thời gian chờ đợi của các bạn thì các bạn cứ claim đi nhé. Rồi, video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.